Ngày 18 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Lâm phát hiện xác một con hổ và một số xương động vật trong nhà dân. Trước đó, ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện tại kho cạnh nhà tắm trong vườn nhà Nguyễn Văn Trung, 42 tuổi, trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tàng trữ một con hổ đông lạnh có trọng lượng 160kg và 3 túi đựng xương động vật có trọng lượng 20kg, một bao tải màu trắng đựng xương động vật có trọng lượng 14kg. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Trung khai nhận, khoảng tháng 12 năm 2020, Trung tình cờ gặp một người đàn ông tên Việt, không rõ địa chỉ cụ thể, làm nghề lái xe container chạy tuyến Việt Nam-Lào. Sau đó, Việt gợi ý gửi nhờ một tủ lạnh có đựng một số động vật để nấu cao, đồng thời hứa nếu sau này bán được sẽ trả tiền công cho Trung, nhưng không nói cụ thể bao nhiêu và Trung đã đồng ý. Khoảng 10 ngày sau, Việt chở tủ lạnh đến để gửi tại nhà Trung. Sau đó Trung mở tủ ra thì biết bên trong có xác một con hổ và xương động vật nên Trung không đồng ý cho Việt gửi. Tuy nhiên, Việt bảo Trung cứ yên tâm và đưa cho Trung 5 triệu đồng để thanh toán tiền điện. Sau đó Việt tiếp tục đưa cho Trung thêm 4 triệu đồng để trả tiền công và Trung tiếp tục trông giữ chiếc tủ lạnh nói trên cho đến ngày 16 tháng 9 thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 17 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm xảy ra tại địa bàn xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.